Hey hey anh em, chúng ta lại quay trở lại với chuyên mục review trải nghiệm của mọt game nè. Vốn là vừa rồi tôi được mấy tay mọt trong công ty giới thiệu cho con game chiến thuật thời gian thực khá là thú vị. Nó tên là Kiêu Hùng Tam Quốc do Chizone phát hành. Nó đi đúng cái máu cầm quân đánh trận của tôi các ông ạ. Với những ai là fan của Tam Quốc thì tựa game này thật sự rất là lôi cuốn nha. Tôi nghe các ông ấy bảo là nó đi đúng theo từng giai đoạn thời kỳ của Tam Quốc. Nếu mình vừa được chơi vừa có thể cảm nhận được mạch truyện cũng như thưởng thức gameplay thì thật là vô cùng thú vị chứ ha. Ok, tải cái game rồi, vào luôn cho nóng nè. Hey, vì anh em nóng lòng muốn xem gameplay nó như thế nào nên tôi tua luôn phần đặt tên nhân vật nha. Vào thẳng đồ họa cho mọi người xem đây. Chọn quốc gia. Theo sở thích xưa giờ thì tôi thích Ngô nhất. Bởi vì sao á? Chọn Ngô. Nhưng mà chọn nước này thưởng nguyên bảo này. Thông cảm nha, mới chơi còn nghèo nên cứ nhảy vào nước nào có tiền thôi. Lại bảo các ông không thế đi. Rồi đây là hình ảnh đầu game. Bé Tiểu Kiều chat với mình nè. À, bé này làm nghề hướng dẫn game thủ à. Cái bộ Tam Quốc cũng phát triển nghề này nhanh dữ ha. Ok, đây là những thao tác cơ bản. Xây ruộng, xây nhà gỗ này. Cái này quen thuộc với mấy fan của dòng game SLG lắm đúng không? Nó giúp gia tăng lượng tài nguyên theo giờ cho các ông xây dựng, nâng cấp thành trì cũng như tuyển quân đó. Ok, thu thập và nâng cấp thôi. Trong Kiêu Hùng Tam Quốc, Vương Thành là thành trì chính của các ông. Thăng cấp Vương Thành là điều quan trọng nhất nha. Vì thế trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy thăng cấp nó lên cao nhất có thể. Và dựa vào yêu cầu về nguyên liệu như này, các ông sẽ biết thiếu đủ cái gì để tìm kiếm thêm. Như tôi là đủ rồi nè, mới vào game nên được cho nhiều ghê, chu đáo quá trời luôn. Đây, góc dưới này là ải cốt truyện. Đi theo từng chương, NPC sẽ hướng dẫn các ông làm nhiệm vụ, nâng cấp, mở cái tính năng hay cả đống hướng dẫn khác. Đó là còn chưa kể lượng phần thưởng về kim nguyên bảo và tài nguyên thì bao la bàn ngàn. Đấy, cứ theo hướng dẫn làm thôi. Tôi được miễn phí một lần chia mộ. À, ngon. Quang bình tím luôn nè. Đầu game có tướng tím là ngon lắm rồi đó. Giờ tôi xếp đội hình vừa phó bản. Phó bản trong game nó đi theo kiểu từng chương của cốt truyện, lịch sử. Nên là các ông cứ mở âm thanh lên mà nghe kể chuyện nha. Thú vị lắm. Giờ sắp xếp và dẹp loạn thôi. Game này có tới 6 ô vị trí tương ứng với 6 danh tướng. Tôi có mỗi quang bình thôi nên nó tự xếp luôn nè. Ghê vậy. Anh bình chém one hit one kill ghê vậy. À, nó hướng dẫn các ông nhấp vào hình nhân vật khi phát sáng để sử dụng tuyệt kỹ á. Như thế này này. Chiêu của anh bình nhà ta là quét sạch ngàn quân. Đúng, quét sạch luôn, quét phát sạch luôn. Làm nhát kiếm đi 3 thằng. Đây là tăng sao. Dễ hiểu mà, đi săn vật phẩm từ phó bản lắp đủ 4 ô là có thể lên sao quang bình rồi. Thôi, một sao. Tăng kỹ năng nè. Rồi lại làm phó bản theo yêu cầu của cốt truyện. Rồi lại tăng cấp tướng, nhận thưởng. Ôi, có Kiều, có Kiều. Tiểu Kiều dễ thương, tư chất 11 nè. Chào mừng em về đội của anh. Anh sẽ nuôi em mạnh mẽ nha anh. Ok, giờ theo chương kế tiếp mà làm. Sau này khi các ông có nhiều tướng, các ông có thể sắp xếp vào các vị trí. Để lưu ý hàng trên để cho tăng cơ nha. Hàng dưới các ông để tướng tầm xa hỗ trợ, sát thương mạnh nha. Nếu các ông mà để mấy con đó lên tuyến đầu là dễ chết lắm đó. Tôi thì vì ít tướng nên để em ở đâu cũng được. Với lại mấy cái phó bản đầu cũng không gắt gao lắm đâu nên cứ thoải mái đi. Tôi đang muốn đánh nhanh chương 2 phó bản để thu thập tài nguyên, nâng cấp thành sớm. Ồ, Tiểu Kiều cũng mạnh, chiêu thức đẹp đó chứ. Tôi nhận ra một điều là các kỹ năng chủ động trong game này rất là đẹp mắt và có sự đầu tư nha. Không chỉ xuất hiện hiệu ứng cắt cảnh từ nhân vật mà các kỹ năng cũng có tạo hình riêng với màu sắc âm thanh không lẫn lộn. Anh Bình thì chém cái kiếm đến sạc một cái. Còn con bé Kiều tạo bông hoa nở nghe như âm thanh thần tiên hạ phàm vậy. Thú vị ra phết. Không biết sau này sở hữu mấy ông như là Quan Văn Trường, Hoàng Trung, Triệu Vân hay Gia Cát Lượng thì chiêu thức đẹp cỡ nào nữa ha. Không ghê. À, thêm một nhắc nhở nữa là các ông cố gắng được 3 sao nha. Điều kiện là không được để tướng chết. Nếu full cả có thể nhận được rương cuối. Quá trời phần thưởng xịn luôn đó. Rồi, sau một hồi rong ruổi tôi về nhà nâng cấp thành trì của mình đây. Cũng có khá tài nguyên rồi nè. Lên tiếp Vương Thành nào. Với mấy tài dân chuyên SLG thì dư biết rồi.
chơi thời gian thực á, nên khi nâng cấp thành cũng sẽ tính thời gian theo thời gian thực ngoài đời luôn. Nhưng bù lại, game của đạo cụ tăng tốc theo từng phút, giờ cụ thể. Đánh số ở mỗi món nè. Có đạo cụ chỉ tăng thời gian của xây dựng hay nghiên cứu, nhưng cũng có những cái tăng được cho tất cả. Nên cứ thoải mái mà kiếm nha. Lên cấp vương thành càng cao, hoặc cứ theo cốt truyện mà làm thì các ông sẽ nhận được nhiều dụng cụ này lắm. Đây, nhân tiện giới thiệu luôn cho anh em một số công trình tiêu biểu nha. Trại lính, huấn luyện và nâng cấp binh lính, quá dễ. Dân cư, tăng vàng kiếm được theo thời gian, giàu nhà dân là đây chứ đâu. Chợ, đơn giản là mua bán vật phẩm ở trong này. Shop này có rất nhiều vật phẩm ngon với giá hời, nên anh em cứ check và làm mới nếu không có đồ mình cần nha. Kho, đơn giản là mình lưu trữ và gia tăng giới hạn chứa tài nguyên cho các ông. Quốc khố, có được mấy tấm vé cúng lễ miễn phí thì sử dụng và vào đây để nhận tài nguyên, bảo là bạc ngàn luôn. Đây, spam luôn cho nóng nè. Đấu trường, đánh lộn với mấy đứa khác, khoe sức mạnh lực chiến leo top với khè thiên hạ. Tôi bá quá rồi. Đài chiêu mộ, tìm anh hùng với mấy ông là dân Tam Quốc gốc, còn nói theo nghĩa toàn dân á, gà cha đó, cả thế giới của các ông sẽ nằm trong này. Quân anh cát, gia tăng phẩm chất tướng. Tiện đây tôi nói luôn, game hiện tại theo tôi thấy là có 5 loại tư chất chính là xanh tư chất 11, đến tím tư chất 12, vàng tư chất 13, vàng cao cấp hơn tư chất 14 và đỏ tư chất 15. Thông qua quần anh cá, các ông hoàn toàn có thể nâng tư chất cũng như phẩm chất tướng lên. Nên thích nhân vật nào thì cứ build thoải mái nha. À đây đây, thái sử viên nữa, rất quan trọng nha. Đây là cội nguồn sức mạnh, binh lực, lương thực của các ông đó. Tham gia nghiên cứu các kỹ năng trong này, nó sẽ giúp các ông gia tăng tốc độ sản xuất tài nguyên cũng như gia tăng sản lượng sau một khoảng thời gian. Còn binh lính thì tăng sức tấn công, phòng thủ, tốc độ hành quân nè, rất là quan trọng, nhắc lại, ưu tiên luôn nha. Văn khuê cát, gia tăng các chỉ số búp đặc trưng cho từng nước mà các ông đang chơi. Các ông chơi quân thuộc thì nên chọn một thuộc mà tăng chỉ số nha. Cũng không tốn tài nguyên lắm đâu, nhưng khá là hiệu quả. Tiệm rèn, ghép, tách và rèn trang bị. Các ông thiếu món nào, vào đây mà chế. Nguyên liệu thì cứ tách mấy món cũ ra là được rồi. Ok, cơ bản là tôi đã phá được ít rồi. Giờ ra kênh thế giới đi khám phá các mỏ tài nguyên cho các ông coi chơi. Đây là bản đồ thế giới nè. Các bãi tài nguyên có cấp độ cả rồi, nên cứ thấp cấp hơn mà đánh thôi. Tài nguyên trong này chỉ đơn giản là các ông đủ cấp thì vào khai thác, còn không cần đánh đấm gì cả đâu, trừ khi bị đối phương chiếm thôi. Còn đám quân địch giả ngoại này thì cho các ông nhiều trang bị, nên cứ gặp đâu phan đó cho tôi. Dĩ nhiên là cũng phải đủ cấp mới tán vô mặt nó được nha. Game này tiết kiệm thời gian nên sẽ skip hầu hết cái giai đoạn đánh đấm. Các ông có thể xem lại trong thư để biết cụ thể mình thắng thua ra sao. Xem thời gian điều quân ở bên trái màn hình khá là dễ nhìn luôn. Vị trí các tài nguyên cũng được bố trí khá là dày nên cũng thoải mái, khỏi sợ cạnh tranh. Các ông nên xây theo nhóm bang hội, bạn bè để còn tiện bảo kê lẫn nhau nha. Mà mấy ngày đầu tốt nhất núp luôn trong bong bóng bảo vệ là tốt nhất, đỡ bị đập banh thành. Chà, cơ mà không biết sao lực chiến mình lên chậm thế ta. Khả năng là do ít tài nguyên nè, không nâng cấp nổi nhà đây. Vậy thì ok thôi, tranh thủ lượng bản đồ thế giới xem chiếm được gì không. Có tay này xây cạnh tôi nè, mời tôi vào bang nữa. Từ đã, nhưng lúc ổng đang không để ý, đập phát chiếm ít tài nguyên, tiện thể làm quen luôn. Người ta bảo không đánh không quen mà. Rồi, điều quân đập thôi. Đây đây đây, thấy chưa, ngon lành. Rồi, về thôi, cũng được một mẻ lớn rồi. Ôi thôi, chết mỡ rồi. Ổng về, ổng thấy quân mình từ nhà ổng đi về rồi. Ổng đập mình mất tiêu rồi. Ê, chết tôi. Ê, đúng là tham có một chút thôi mà ổng đánh cho bốc khói thành. Tài nguyên hao hụt quá à, trời. Đúng là tham thì thầm. Rồi, tôi xin kết bạn với ổng để có gì vào guild chung đây. Hy vọng ổng mở lòng đánh kẻ chạy đi, chứ nên thương người chạy lại chút chứ. Thôi, hoài nha. Test xíu thôi, cái gì căng, không ý kiến gì đâu. Kết bạn nào. Rồi, tôi vào bang công này luôn. Bang thì cũng có những thông tin cơ bản như là các thành viên cấp độ này kia. Các ông có thể theo dõi tình hình chiến sự ở một chiến tranh, rồi tương tác hỗ trợ người chơi khác. Theo dõi thành trì chiếm được sau này, dĩ nhiên là khi đánh nhau mới thấy nha. Rồi kiến trúc xây để phòng vệ, lì xì từ các thành viên khác. Tốt nhất là cống hiến cho bang mau giàu. Vậy thôi, để còn được bảo kê và sánh vai với các bạn khác chứ.
Rồi, các bạn đã hiểu rõ cái yếu tố cơ bản của game rồi chứ. Nãy giờ xem thì cũng nhìn thấy được đồ họa game khá tốt ha. Dễ nhìn nè, nhạc thì vui nhộn, tạo hình nhân vật thì vô cùng đẹp mắt. Vẫn nghiện nhất và các lượng, kỹ xảo thì miễn chê con dê luôn. Game này có nhiều tính năng thú vị lắm, nhưng hay nhất phải kể tới là cái công thành. Công có thể xây dựng hàng loạt đội quân của mình, kết hợp cùng với các thành viên khác trong bang, công tập thể thì mới phá hủy được thành trì của kẻ địch. Chứ mà đánh lẻ tẻ như tôi có mặt khước cũng không làm nên được cơm cháo gì. Thôi, nói nhiều mất hay, tôi để link bên dưới nha, các ông có thể vào và trải nghiệm. Ai là dân nghiện SLG thì bảo đảm chết mê chết mệt cái em này luôn. Ok, thôi bye bye nha, tôi đi chiến tiếp đây, đang thăng cấp vương thành dở nữa rồi. Bye bye.